Tập 10. Ê! Nhảy lên! Nhảy lên! Ê, đi xem, đến rồi, tới rồi kìa. Chờ, đứng lại. Xuống ngựa. Xuống ngựa. Mau lên, xuống ngựa. Xuống ngựa. Mau lên, người xuống ngựa cho ta, xuống ngựa. Xuống ngựa. Trói lại đi. Trói lại. Các người làm gì vậy? Trói lại. Biểu điện chút đi. Biểu điện chút đi. Bắt lại. Đi. Trói lại đi. Các người muốn làm gì? Im đi. Làm cái gì á? Đi. Đi, ngươi là bậc thám. Đi mau. Đi. Ta là người xuất gia, các ngươi nhầm lẫn rồi. Đừng hòng gạt bọn ta. Đi nhanh lên đi. Kẻ bậc thám. Đi nhanh. Bọn ta sớm có thông tin rồi. Đi nhanh lên. Đi. Đi. Phong quả truyền tin đã đợi ngươi mấy ngày nay rồi. Lạnh quá. Lạnh quá. Mau đi. Các ngươi muốn làm gì? Vào đi. À, pháp sư không giống tân nhân Hà Tây, nghe giọng nói hình như đến từ kinh đô, phải không? Đúng vậy. Người lẽ nào không nhìn thấy công văn Lý Đô Đốc lệnh bắt bằng tăng sao? Ngài chính là pháp sư Huyền Trang à? Mau cởi trói. Tuân lệnh. A Di Đà Phật. Dạ. Còn không mau mời ngài ngồi. Tuân lệnh. À, pháp sư. Dạ. Lý tôi được gặp pháp sư đúng là có phước ba đời. Các người cớ sao lại bắt tôi? À, hôm qua phong quả truyền tin cho rằng có mật thám, không ngờ lại là pháp sư. Xin thứ tội. Ngài dám chống lại mệnh lệnh của Lý Đô Đốc sao? Quan nguyện không bằng hiệu quả. Ta và binh sĩ ở rừng núi hoang dã này trên dưới một lòng giống như huynh đệ vậy. Ta không nói thì không ai dám nói ra đâu. Không ngờ tướng quân cũng đối đãi người nhân ái như vậy. Ngài quá khen rồi. Nếu đã như vậy, mong tướng quân giúp ta đi thiên trúc để cầu Phật. Mạc tướng xin nguyện tu công đức vô lượng. Có điều là pháp sư cô thân một mình, thiên trúc lại xa đến như vậy, hiểm trở khôn lường, e rằng khó đến nơi được. Huyền Trang 13 tuổi vào cửa Phật, sống vì cầu chánh pháp, chỉ mong tịnh hết Phật điển, thống nhất Phật pháp. Đáng tiếc là kinh sách trong nước thiếu thốn, quan niệm Phật pháp rối loạn, chép một sai hai. Huyền Trang khắp nơi thăm viếng cao tăng, tiếp thu hết bảo điển thiên hạ, vẫn chưa tỏ tường, chỉ đành đến thiên trúc tỉnh chân kinh về. Huyền Trang lần này đi không biết đường xa gian nan, trải qua trăm trận yêu ma cướp giật, đều là hiểm nguyên thập tử nhất sinh. Nhưng mà một nghĩa vì chánh, dù chết vạn lần, một pháp vì dân, xả thân há tiếc. Rất mong tướng quân đây giúp cho. Y sư pháp sư thật lớn lao cao đẹp, chấn động cả thiên địa, cảm động quỷ thần. Mạc tướng tuy bất tài, cũng nguyện xin dắt ngựa cho pháp sư. Tạ tướng quân. Người đâu? Dạ. Chuẩn bị lương khô nước uống.
vật dụng cho đường xa, ngày mai tiễn pháp sư xuất quan. Tuân lệnh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Pháp sư, ngồi nghỉ một lát đi. Mạc tướng phụ trách giữ cửa khẩu, chỉ có thể tiễn đến đây mà thôi. Pháp sư đi về hướng Bắc, còn phải băng qua ba phong quả đài. Hiệu quý Dương Ba Long ở phong quả đài thứ tư cũng rất tin Phật Pháp. Nếu đi qua phong quả đài thứ năm, trước tiên ngài sẽ đi qua sa mạc, qua bích 800 dặm. Đi được 5 ngày, sẽ có một con suối tên là Giả Mã. Ngài phải nhớ cho kỹ. Ngoài ra không có một cọng cỏ ở đó, pháp sư tuyệt đối không được bỏ lỡ. Nếu vậy suốt chặng đường phải nhờ người già quen đường thôi. Tư Phan Đà đổi người cho ta cũng rất có công. Tướng quân nếu biết phong quả đài nào bắt giữ tiểu đồ, xin tướng quân tuyệt đối đừng làm khó đồ đệ ấy. Pháp sư thật từ bi, chỉ nhớ việc thiện của người, không nhớ cái ác của người. Nếu bị bắt giữ, mặt tướng sẽ không làm khó họ. Pháp sư bảo trọng, tuyệt đối không được bỏ lỡ suối Giả Mã. Tuyệt đối không được bỏ lỡ. Xin nhớ kỹ. Pháp sư xin nhớ kỹ. Đa tạ tướng quân. Pháp sư, nếu gặp hiểm trở, ngài vẫn có thể quay lại theo con đường cũ cũng được. Xin tướng quân dừng bước. À, pháp sư, đi đường cẩn thận. Cho dù là dũng tướng, cũng khó lòng mà theo kịp ngài. Đúng là dũng sĩ. Đi về Tây, đường dằn dặt, trải qua bao gian khổ không oán thán. Tâm có Phật, tiến đến phía trước, bể khổ mênh mông, tiếng ngựa nghe như ai oán. Đường về Tây, xa dịu dợi, xa dịu dợi. Đi về Tây, đường dằn dặt, trải qua bao gian khổ không oán thán. Tâm có Phật, tiến đến phía trước, bể khổ mênh mông, tiếng ngựa nghe như ai oán. Đường về Tây, xa dịu dợi, xa dịu dợi.
Ông ấy tỉnh rồi. Pháp sư tỉnh rồi kìa. Pháp sư. 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 Nếu đã bị các người bắt rồi, xin các người mang đầu ta về cho đô đốc. Ta quyết không sống quay về. Pháp sư. Pháp sư. Pháp sư. Pháp sư. Mạc tướng chính là Dương Ba Long. Thánh thượng đã biết pháp sư xuất quan sang Tây, phát thánh dụ phi mã truyền lệnh thả ngài và đưa đến túi vải vàng, nói là tặng cho pháp sư. A-di-đà-phật. Thánh thượng long ân, bần tăng hiểu rồi. Nắm đất quê hương này mãi mãi gắn chặt trong lòng bần tăng. Huyền Trang pháp sư, tôi đã chuẩn bị cho ngài lương khô và nước uống trong 10 ngày. Dải sa mạc dài 800 dặm này, xuyên qua nó là tới Nghĩa Ô rồi. Nơi này hoang sơ không biển người, biển cát mênh mông, tuyệt đối phải giữ gìn tốt túi nước. Đa tạ tướng quân lo lắng. Con ngựa này sẽ mang theo nước, lương khô, thức ăn cho ngựa, cũng chính là tính mạng của pháp sư. Đặc biệt là nước, phải giữ gìn cho tốt. Đa tạ tướng quân lo lắng. Bần tăng nhớ kỹ rồi, không phiền tướng quân tiễn nữa. Ngài về đi. A Di Đà Phật. Xin nhớ, trăm dặm nữa sẽ có suối Giả Mã, có thể lấy được nước uống. Pháp sư. A Di Đà Phật. Xin dừng bước. Dạ được. Quốc ức cho ngươi, chỉ còn một chút nước này thôi. Suối Giả Mã cách đây vẫn còn rất xa. Ta cũng phải uống một ít. Nước.
Quy Nhi, Quy Nhi, Quy Nhi, Quy Nhi, Quy Nhi, Quyền Trang, Quyền Trang, sư đệ, sư đệ, pháp sư, pháp sư. Nhẹ tay một chút nha. Nhẹ tay chút. Nhẹ tay chút. Khiến lên đi. Từ từ. Chậm thôi, chậm thôi. Từ từ, từ từ, từ từ thôi. Ừ. Đỡ lấy. Cẩn thận. Chậm thôi nha, chậm thôi nha. Cẩn thận, chậm thận. Chậm thôi. Đặt xuống. Rồi, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Pháp sư à, ngài tỉnh lại đi pháp sư. Pháp sư, sư phụ. Tỉnh lại đi. Sư phụ à, ngài tỉnh lại đi sư phụ. Tỉnh lại đi, sư phụ à. Ngài tỉnh lại đi. Sư phụ, sư phụ. Tỉnh đi sư phụ. Cho ngài uống chút nước. Sư phụ à, tỉnh lại đi. Nè, dạ. Cho ngài uống viên thuốc đi. Từ từ thôi. À, ngài tỉnh lại. Từ từ, từ từ. Ê, tỉnh rồi, phụ, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Hay sư quá. Phụ, ngài tỉnh lại rồi. Rồi. Hay tốt quá. Lắm, tốt lắm. Sư phụ. Sư phụ à. À, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Hay quá, hay quá. Tỉnh rồi. À, hay quá. Sư phụ à. Đà tạ. Tốt quá. Ta biết ngài là câu tăng từ đại đường đến. Tài giỏi quá. À, đúng thật là giỏi. Đúng, đúng, đúng giỏi thật. Nơi này á, ngay cái chim cũng không bay qua nổi. Ngài một mình thật là tài giỏi nha. Tài giỏi lắm đó. Đúng vậy, đúng vậy. Nói rất đúng. Này nè, để ta dâng nước cho ngài. Đây là nước suối Giả Mã. Đây. Nè. Uống đi. Đây, uống đi, uống đi. Uống đi, uống vô sẽ khỏe ngay. Đa tạ các vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nói chuyện được rồi. Tốt, vậy là tốt rồi. Tốt quá, tốt quá. À, ngài nghỉ ngơi đi. Ngài nằm nghỉ đi cho khỏe. Dạ đúng rồi đó. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa ngài đến Nghĩa Ô. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày mai chúng ta cùng đưa sư phụ đi. Có được không? Được chứ, được chứ. Để ngài nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi. Ngài nằm nghỉ nha. Thật là tài giỏi nha. Thật là đúng là cao tăng nha. Đúng là cao tăng chứ. Đúng rồi. Ngài ấy giỏi quá. Một bình một ngựa mà đi vậy đó. Đúng là có phước ba đời nha.
Mau đi thám thính đi. Tuân lệnh. Đại Dương à, tiên nhân đã đợi các ngài mà chưa đến. Tiếp tục thám thính đi. Đi mau, đi mau. Tuân lệnh. Cả người cũng đi. Tuân lệnh. Đại Dương à, vẫn chưa đến. Đại Dương vẫn chưa đến. Lùi xuống đi. Tuân lệnh. Lệnh. Để đó đi. Hoàng huynh à, lựu này là muội vừa hái xuống đó, ăn chút đi. Hoàng huynh à, pháp sư Huyền Trang là người nào vậy chứ? Lo lắng đến cơm cũng không ăn, rượu cũng không uống, còn lo hơn việc lập Dương phi nữa. Đúng vậy. Với tài hoa của Dương muội, muội có xem trọng ai đâu chứ? Trừ khi Đức Phật hạ thế, nếu không muội không thèm gặp đâu. Tùy muội, tùy muội, gặp rồi muội sẽ biết. Huynh cứ đợi đi, muội đi ngủ đây. Đại Dương, có tin gì không? Không có. Đã là ngày thứ sáu rồi. Chẳng lẽ Nghĩa Ô Dương dám đối kháng với ta, bắt giữ Huyền Trang pháp sư? Nghĩa Ô Dương đâu phải đối thủ của Đại Dương. Ngài đó quá nôn nóng rồi. Cho dù là lạc đà lái buôn cũng phải đi 7-8 ngày. Đừng đợi nữa, đi ngủ đi. Đẹp Dương, đi ngủ đi. Hả? Đi thôi. Không, ta ngủ không được. Nàng không được đi. Ở đây cùng đợi với ta. Đại Dương đón được Huyền Trang pháp sư rồi. Tốt, quá tốt rồi. Mau bày giá kinh tiếp. Pháp sư Đạo Phật đã chờ được ngày đến rồi. Ngày hại ta ăn không ngon cũng không yên đó. Pháp sư mời, mời. Bần tăng vốn nên theo hướng bắc đi thẳng đến Rột Quyết. Cảm động lòng thành của Đại Dương nên gấp gáp rẽ sang đây. Mời pháp sư. Sư, chúng tôi đã mong ngài 6 ngày 6 đêm rồi. Hôm nay ngài cuối cùng cũng tới. Đi đường chắc là vất vả lắm hả? Ngài muốn đến chỗ Y Hộ Khả Hãn, ta nói giúp ngài. Ngài yên tâm đi.
Yên tâm đi, Quyền Trang được đại dương đón tiếp nồng nhiệt như vậy, cảm thấy hơi bất an. Đâu có. À, Pháp Sư đến thăm bổn quốc, chúng ta Đà Phật cảm thấy rất là vinh hạnh. À, đây là Bảo Hậu, đây là Đại Pháp Sư Quyền Trang. A Di Đà Phật. À, Pháp Sư mời. Mời. Mời thượng tọa. À, không dám. Xin dẫn của ta một lại. À, như vậy sao được chứ? À, đệ tử nghe tin Pháp Sư đến Nghĩa Ô nên 6 ngày 6 đêm không ngủ được, ngày ngày trông ngóng Pháp Sư đến bổn quốc. Hôm nay vì Dương Phi, Dương Muội cuối cùng đã chờ được Pháp Sư đến rồi. À, Bần tăng Quyền Trang được đại dương hậu ái như vậy vô cùng kinh sợ. Thiện tai, thiện tai, thiện tai. Đâu có, đâu có. Dương Phi, Dương Muội, mau qua tham kiến Pháp Sư đi. Ờ, đã phiền các vị đại giá. À, mời ngồi. Pháp Sư, đại dương mong Pháp Sư như mong trời mưa. Pháp Sư có thể đến thăm Tề Quốc là vinh hạnh của Cao Sư. À, đúng vậy đó. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Pháp Sư giống như Phật Tổ chuyển thế, đúng là lời đồn không hề sai. Quyền Trang nhất giới bần tăng chỉ là học danh đã quá khen rồi. Hổ thẹn, hổ thẹn. Đại dương đã chuẩn bị xong nước thơm, mời Pháp Sư tắm gội. Sao không ăn cơm mà tắm gội trước vậy? Không phải nói tỷ trần đại khách sao? Ở thành Tây Cao Sư chúng ta danh bất hư truyền. À, đúng vậy. Pháp Sư mời. Đúng rồi, đúng rồi. Tốt, Pháp Sư mời. 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 Mời, mời. Pháp Sư, Pháp Sư. Bần tăng là người xuất gia, không cần phiền hai vị hầu hạ. Pháp Sư, chúng tôi theo lời đại dương đến hầu hạ Pháp Sư. Nếu bị đuổi về, chúng tôi bị mất mạng đó. Lý nào là vậy? Bần tăng đi gặp đại dương. Không được đâu, đại dương sẽ phẫn nộ đó. Pháp Sư. Ủa? Ủa sao danh vậy? Tắm xong rồi à? Ân tình đại dương dành cho bần tăng, bần tăng vô cùng cảm động. Đừng cái sáo. Có điều theo ý bần tăng, ở trong chùa có lẽ tốt hơn. Lúc nãy hai vị thị nữ không hiểu tăng phong tục Trung Quốc, rất mong đại dương thứ tội. Pháp Sư đã nghĩ nhiều quá rồi. Chủ theo ý khách, xin mời dùng cơm trước vậy. Được, mời. Mời. Đại Pháp Sư, bên trong mời. Mời. Mời, mời, mời. Pháp Sư mời. Mời. Mời Pháp Sư. Pháp Sư đừng khách sáo. Được rồi. Mời Pháp Sư. Dưới luật đạo Phật ở đại đường rất nghiêm, thứ tội bậc tăng không thể dùng cục. Ê Pháp Sư, xem như nhập gia tùy tục, linh động một chút vậy. Ở đây đại dương. Đại dương, tăng tục có khác, sao không chuẩn bị một ít đồ chay cho Pháp Sư
loại bỏ ca múa. Mời pháp sư nói chút về điều mắt thấy tai nghe. Còn không lui xuống. Dạ, tuân lệnh. Thiện tài, lời thức ăn đi. Pháp sư, mời. Mời. Thần thiếp vừa có được một bài thơ mới từ thương khách Trường An. À, không biết có phải tác phẩm mới của Dương Ký hay không? À, mời pháp sư giám định cho. Dương Ký vì chúng ta ngày nay lấy thơ hội bạn, thường có phong thái, bần tăng sẵn lòng chỉ giáo. Đông Cảo, Bác Mậu Dông, Đồ Nhất Dục Hợp Nhất. Đây thật sự có chút vị của Dương Ký. Đúng rồi đó, đúng rồi. Để bần tăng xem kỹ một chút. Thụ thụ giai thu sắc, sơn sơn di lạc quy, lộ nhân khu độc quản, liệt mã đới tình quy, tương cố vô tương tự, trường ca hoài thái di. Rất hay, đúng là tác phẩm Dương Ký. Thơ Dương hay mà không qua lệ, dễ hiểu mà sâu sắc, rất được chúng nhân yêu thích. Nếu đã là vậy, thần thiếp cũng có một tác phẩm dụng về, đặc biệt nhờ pháp sư chỉ giáo nhiều hơn cho. Bần tăng xin lắng tai nghe. Phật tử Trường Phong độ đạo hải, Trượng sách Cô Trinh tẩu trần ai, Nhất lộ Hoàng Sa sái nguyệt lộ, Dạng điểm tinh lục nhiễm linh đài, Đà linh quá nhân tự trung lý, Hồng nhan tàng khải thu yến lai, Dạ bạn hà hoàng luận không hữu, Luyện thành xá lợi bạn Như Lai. Tiểu muội tính cách kiêu ngạo, thi quả đều được, đại sư nhất định phải chỉ điểm thêm cho. Thơ của Dương muội quả thật viết rất hay, tình trong cảnh, ý trong thơ, tỏ rõ lòng thành của Dương muội. Nếu như đem câu cuối bài thơ Hà Hoàng đổi thành Hà Bích sao chứ? Hà Bích, bạn Như Lai đổi là cúng Như Lai, há không dịu hơn sao? Đúng vậy. Hà Hoàng có ý không kịp, Hà Bích mới thể hiện lòng thành hữu tình. Đúng vậy, bạn Như Lai đổi thành cúng Như Lai cũng rất là tuyệt diệu. Sửa đổi này Dương muội hạ xuống một bậc mới thể hiện được thành kính. Đúng vậy. Pháp sư, đại dương đối đãi như vậy, Quyền Trang làm sao gánh nổi? Bổn dương tỏ chút sự tôn kính, pháp sư không cần câu nệ đâu. A Di Đà Phật. Pháp sư Quyền Trang, lão nạp đã từng đến Trường An được nghe đại sư giảng kinh, không ngờ tuổi già có phước có thể ở Cao Xương nên tiếp pháp sư, đúng là kiếp này có phước. Quyền Trang sang tay thỉnh kinh, không dám kinh nhiễu, ở lại hai ngày là phải lên đường rồi. Đâu cần phải vội vã như vậy, nơi này cổ sát kinh sách rất nhiều, pháp sư thoải mái nghiên cứu chỉ giáo nhiều hơn. Bổn dương sẽ cùng pháp sư đi dạo một vòng. Tuyệt đối không được, đại dương bận rộn việc nước, lo trăm ngàn việc, nhất thiết không được phân tâm vì bần tăng. Đại sư đi đường mệt nhọc rồi, hãy nghỉ ngơi sớm chút. Bổn dương xin cáo từ. A Di Đà Phật.
Việc đại sư sang Tây, các nước Tây vực đã sớm truyền lời ca tụng, không thể không ngẩng đầu chờ đợi. Mấy ngày nay được chiêm ngưỡng bảo vật quý quốc, được phép đọc kinh sách, nhiều điểm khác với đại đường. Chùa chiền tượng Phật cũng khác với Trung Nguyên. Mong muốn sang Tây càng nôn nóng hơn. Nhờ đại sư truyền tấu đại dương, bần tăng dự tính ngày mai khởi hành. Ồ, dễ làm sao được. Đại dương lệnh lão nạp khuyên pháp sư ở lại bái làm quốc sư, sửa cung điện thành chùa, đại hưng Phật pháp, không biết tôn ý pháp sư như thế nào. Bần tăng xin nhận ý tốt của đại dương, chỉ là Quyền Trang thề nguyện sang Tây tuyệt đối không từ bỏ giữa đường. Vậy lão nạp nhất định bẩm báo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mời. Mời. Pháp sư, A Di Đà Phật. Đại dương là chỉ tôn một nước đến thăm bần tăng, Quyền Trang không biết, thật quá thất lễ, rất mong thứ tội. Ta lấy thân đệ tử bái kiến quốc sư, há có tội gì? Mời. Thánh thượng đại đường cũng kính trọng Tam Bảo như đại dương. Thiên triều đất đai rộng lớn, nhân tài tề tựu hơn gấp trăm lần Cao Xương. Lúc nhỏ ta từng theo cha Chu Du Trường An lạc thành, gặp qua vô số cao tăng, chưa ai khiến ta kính ngưỡng. Duy pháp sư đại đức đại trí đại dũng, tăng tục Cao Xương không hề tiếp cận. Ta nguyện theo lễ của đệ tử cung phụng pháp sư cả đời, giáo hóa dân dân ta, chấn hưng Cao Xương ta, lòng thành đệ tử trời đất có thể chứng giám. Xin pháp sư tuyệt đối đừng thoái thác. Lòng thành của đại dương bần tăng xin nhận. Ơn đại dương bần tăng suốt đời không quên. Nhưng Quyền Trang sang Tây là vì lý nghĩa Phật pháp Trung Quốc hỗn loạn, kinh văn phân tán không đủ, nên muốn đến Thiên Trúc thỉnh chân kinh. Bần tăng không ngại một mình đi vạn dặm, lẽ nào lòng bần tăng không chân thành như đại dương sao? Mong đại dương thu hồi thánh mệnh. Đệ tử ngưỡng mộ pháp sư, lòng vững như đá. Quyền Trang mong thỉnh chân kinh trở về, chết không từ nan. Đệ tử khổ tâm thỉnh cầu, chẳng lẽ sư phụ không có chút lòng thương xót sao?
Nam mô
thôi.